Hi, xin chào anh em. Hôm nay thì sẽ hướng dẫn cho anh em đàn bài Chiếc Lá Mùa Đông, nhạc ngoại là Việt Khúc Lan. Mà bài này đặc biệt ở chỗ là không phải thầy Đồng hướng dẫn mà là anh Quý ở cái bên hướng dẫn cho anh Quý. Thì đầu tiên là đọc nốt thôi, rồi trợ giảng cho anh Quý thôi. Rồi bây giờ nhờ mời camera đứng gần lại xíu. Rồi câu đầu tiên bài này giọng mi thứ ha. Thì trước khi đàn thì anh em nhớ là đây là giọng mi thứ, cho nên khi chúng ta đàn á là gặp nút pha là chúng ta mặc định là phải tăng lên nửa thu nha. Pha bình thường mình đàn ví dụ như là dây số 4 ngăn 3 đúng không, thì bây giờ mình đàn sẽ là ngăn 4 à, đúng rồi. Hoặc là khi mà mình đàn dây số 1 á, thì bình thường pha là ngăn thứ nhất này, bây giờ mình là ngăn thứ 2. Rồi ok, rồi bây giờ câu đầu tiên mùa đông trên thung lũng xa như một chiếc kinh cầu, nốt nhạc nó là xì mi. Rồi anh Quý vừa đọc nốt vừa đàn thử coi. Xì mi mi fa son fa mi xì fa mi xì. Rồi bây giờ anh Quý đợt bằng thứ hai được chậm lại, đừng nhanh quá anh em tập không kịp, chậm lại. Vậy là vừa đọc nốt nha, vậy là vừa đọc nốt chậm thôi. Son fa mi re fa mi xì. Đúng rồi. Câu thứ hai là làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn. Anh Quý đừng chậm thôi nha, anh Quý đừng nhanh quá. Si mi mi fa son la son la si si. Đúng rồi. Giờ lần thứ hai, lần thứ hai. Si mi mi fa son la son la. Rồi câu thứ ba, em hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi. Rồi em hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi nha. Là... si si đô đô la si si son. Rồi đoạn bằng thứ hai, em hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi. Si đô đô la si si son. Đúng rồi câu tiếp theo, xin hãy giữ lại phút giây sau cùng. Son la la fa la son fa mi. Ok rồi đoạn lần thứ hai. Son la son la la fa la son fa mi. Rồi tiếp theo là tình yêu giờ đây sẽ như cơn mộng dở dang. Si la si mi mi fa son fa mi re fa mi. Rồi chúng ta đếm là 2 rồi 1 2, chúng ta đàn qua lời 2 ha. Đời em tựa như khúc ca ru một sớm mai hồng. Rồi bây giờ Quý đàn giúp thì tục là hết lời 2 luôn. 2 Si si mi mi fa son fa mi si fa mi si. Si mi mi fa son la son la si si. 2 1 2 Si do do la la si si son son la la fa la son fa mi si mi mi fa son fa mi si re fa mi. 2 1 2 là hết đoạn A rồi. Bây giờ chúng ta qua đoạn B. Đoạn B là điệp khúc đó. Đường mây giờ đây xa vắng dấu chân địa đàng. Rồi anh Quý sẽ đàn mẫu cho anh em coi. Rê rê son son la si đô si la son son, son. Rồi câu này anh Quý đặt lại thêm lần nữa chậm ha, tập chậm. Rê son son la si đô si la son son. Rồi hai, chúng ta đếm là 1 2 Rồi tiếp theo là vườn hoang tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy.
Rê son son la si đô, si la son si. Rồi đàn lại thêm một lần nữa. Rê son son la si đô, si la son si. Câu tiếp theo là cuộc sống mới rồi người có thấy vui. Rồi đó thôi. Si mi mi đô đô re re si. Lại lần nữa nha. Cuộc sống 1 2. Si mi mi đô đô re re si. Tiếp theo là xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi. Rồi vô luôn. Si đô đô la la si si son. Rồi đừng lại thêm lần nữa. Si đô đô la la si si son. Rồi thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lướt trôi. Thời gian sẽ mi mi fa son fa mi re fa mi. Rồi đợt lại thêm lần nữa. Si mi mi fa son fa mi re fa mi. Rồi hồi nãy là chúng ta đã tập xong đoạn B của bài từng câu, bây giờ sẽ nhờ anh Quý sẽ đàn lại hết đoạn B từ đầu đến cuối. Đọc về nha, hết đọc về luôn. Đây là Rê son son la si đô si son la si. Rê son son la si đô si la si mi. Một hai. Xem anh Quý đàn mẫu cho chúng ta đàn nốt hết đoạn cuối nha. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại nguyên cái bài. Rồi thì chúng ta hát như thế nào chúng ta được ghi chăng vậy nha. Lời 1 2 lần xong qua được khúc nha. Rồi, anh Quý đàn trước đi thì tục điểm phụ cho. Ok. Thôi chưa? 1 2. Thank you.
bấm từng câu nha. Ví dụ như anh Quý đã câu thứ nhất, anh đã Quý đã là 1, sau đó Quý đã là 2, thì anh em nếu tập được bấm dừng lại, và chúng ta tập được cái câu đó rồi thì chúng ta mới bấm cho nó chạy qua cái đoạn tiếp theo nha, chứ đừng có một lần một rồi tập hết rồi đợt theo không kịp nói sao có quá. Rồi xin chào các anh em, xin chào các anh em, xin chào. Chúc mừng anh chị đã xem hết video của Nguyễn Xuân Tùng. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, anh chị bấm vào nút hình quả chuông để khi có video mới thì chúng tôi sẽ thông báo cho anh chị biết. Hoặc anh chị có thể xem những video tương tự trong phần gợi ý phía bên trái hoặc là bên phải của màn hình. Xin chào anh chị.